vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và dẫn quý anh chị mình đi tham quan một sản phẩm ký gửi giá rẻ mới do chủ đất đang cần tiền ngộp vốn bán gấp trong 3 ngày. Và Biển Xanh đang chạy đây chính là con đường tỉnh lộ DT825, khu vực trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, và chạy thẳng về phía trước là hướng đi ra khu bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cũng như là trường trung học phổ thông cấp 3 Hậu Nghĩa quý anh chị nhé. Khu vực này thì phát triển về kinh tế cũng khá là mạnh, dân cư đông đúc. Và từ con đường tỉnh lộ DT825 này thì Biển Xanh sẽ rẽ tay trái đi vào vị trí bất động sản ngày hôm nay để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư. Vị trí bất động sản ngày hôm nay thì nó nằm ngay phía sau khu vực bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, và chúng ta đi đường vòng từ bệnh viện đi vào tới vị trí đất là khoảng 2,2 km quý anh chị nhé. Di chuyển giao thông rất là dễ dàng, xe hơi xe tải ra vào thoải mái và đường là đường thông. Từ vị trí này Biển Xanh rẽ tay trái là hướng đi vào vị trí bất động sản ngày hôm nay. Nó nằm ngay bên phía sau bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, trường cấp 3 Hậu Nghĩa. Và lô đất ngày hôm nay do chủ đất đang cần tiền bán gấp, giảm giá từ 870 triệu hạ xuống còn 820 triệu để bán gấp trong 3 ngày. Giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị xem video ngày hôm nay thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì hãy gọi cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình để sở hữu nhé. Và những cái vị trí bất động sản giá rẻ dưới 900 triệu bây giờ rất là ít sản phẩm. Và với cái vị trí ngày hôm nay thì xe hơi, xe tải là ra vào vi vu thoải mái. Đường trước đất là đường bê tông rộng 4m và đường phía sau là đường đá xanh rộng 3m. Diện tích của lô đất ngày hôm nay là ngang 4 và dài là 22, thổ cư 100%, sổ hồng riêng, xây dựng tự do và xây dựng đủ 422 quý anh chị. Từ 870 triệu hạ xuống chỉ còn 820 triệu mà thôi, và còn bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377 730 4018 để sở hữu nhé. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư cùng di chuyển tiếp theo Biển Xanh để chúng ta đi vào tới vị trí bất động sản ngày hôm nay. Đường xá Biển Xanh di chuyển là từ con đường nhựa tỉnh lộ 825 di chuyển vào tới đất, và đây là tiếp tục là con đường đá xanh rộng 5m. Nói chung đường rất là to, không có con đường nào là đường mòn quý anh chị nhé. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay thì nó tọa lạc tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngay phía sau bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Từ vị trí đất chạy lên tới khu trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, trường cấp 3 Hậu Nghĩa, bệnh viện đa khoa Xuyên Á là khoảng 2,2 km. Di chuyển giao thông dễ dàng, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Do là chủ đất đang rất là cần tiền bán gấp trong 3 ngày cho nên đại hạ giá chỉ còn 820 triệu mà thôi. Và vị trí bất động sản của chúng ta đã tới rồi quý anh chị. Từ bên cọc bê tông này mình đo sang cọc bên phải là 4m và dài sâu xuống con đường phía sau là 22m. Được chủ đất đóng cọc bê tông rất là rõ ràng hai bên. Vị trí này thì nó có hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường phía trước là đường bê tông của nhà nước, còn mặt tiền đường phía sau là đường đá xanh, là tự chừa, dân tự chừa quý anh chị nhé. Mình xây dựng đủ là 4x22. Giá chỉ còn 820 triệu, giá này là bán gấp trong 3 ngày tới. Quý anh chị nào theo dõi video này thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh để sở hữu một lô đất giá rẻ có 102. Do chủ đất ngộp vốn cần tiền cho nên bán gấp. Chúng ta mua bất động sản mà tìm được những cái vị trí mà chủ đất họ đang ngộp vốn thì chúng ta sẽ mua được giá rẻ hơn thị trường quý anh chị nhé. Đường chạy thông nhiều hướng,
ngang 4m và dài 22m. Thổ cư 100% sổ hồng riêng có sẵn. Lô này có hướng nam cho nên khá là mát. Với những quý anh chị mà xây nhà để ở thì hướng nam rất mát luôn quý anh chị. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do quý anh chị nhé. Và từ đây mình chạy ra trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa chỉ 2,2 km mà thôi. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.